rất vui là đã được test hàng gửi cho khách. Đây là mẫu lọc Hàn Quốc rất đẹp và hay. Tôi test để gửi cho bác khách Bình Chánh, Hồ Chí Minh. Một con lọc đẹp xuất sắc và cũng để cái giá cực kỳ tốt luôn. Nếu so với tầm giá thì hiếm con nào được đạt được cái độ đẹp cũng như độ chất như con này. Đèn màu xanh rất nhiều hiệu ứng. Muốn chuyển nhạc kiểu nhạc đèn nháy thì anh em bấm vào nút này. Còn nút này là nút nhớ, còn nút này là nút chế độ lọc. Đây là các kiểu hệ lọc lên xuống và sang trái sang phải. Đây, bấm vào đây là sẽ ra các kiểu nhảy, đèn nhảy rất bắt mắt luôn. Tất cả các sản phẩm trước khi gửi đi thì đều có quá trình test kỹ như thế này. Lọc này nếu tính ra có 15 kiểu nhạc. Tại sao tôi bảo như vậy? Ở đó chế độ program là chế độ của máy có 5 kiểu. Đây anh em bấm vào đây sẽ ra 5 kiểu nhạc. Cái con lọc này các bác không cần phải lưu chế độ người dùng làm gì cả, bởi vì nó quá nhiều kiểu nhạc của máy rồi. Mình lưu thì nó vẫn lặp lại cái kiểu đó. Chế độ program 2 của máy 5 khuôn nhạc tiếp theo, có nghĩa tổng 10 cái. Còn người dùng thích thì lưu ở chế độ user. Khi chưa lưu thì thanh nó nằm ngang tất này đó. Nhưng mà tôi nghĩ là chỉ cần để chế độ của máy thôi, bởi vì của máy nó có tận 10 kiểu nhạc rồi, mình không cần phải lưu nữa. Quá nhiều rồi mình lưu làm đếch thì nó mất việc. Đây là nắp xe. Đường vào âm thanh, đường xuất xuống âm ly, điện 220. Rất to, vàng chanh, sang trọng. Vâng, xin cảm ơn.